Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm trấn phát sóng trên kênh SCTV8. Chương trình ngày mai gồm những nội dung đáng chú ý sau. 8 tháng đầu năm 2022 đã gia hạn 52.000 tỷ đồng tiền thuế hỗ trợ phục hồi kinh tế. Xuất nhập khẩu có thể đạt 750 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Đánh giá tác động của lạm phát và tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ Tài chính cho biết tính đến hết tháng 8, gia hạn các loại thuế ước khoảng 52.000 tỷ đồng, tương đương vào khoảng 38,5% kế hoạch. Trong đó, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất theo nghị định số 34 của chính phủ ước khoảng hơn 49.000 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước vào khoảng 10.000 tỷ đồng. Ngoài ra, về chính sách giảm tiền thuế đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022, ước thực hiện 8 tháng đầu năm và khoảng 13.000 tỷ đồng. Theo số liệu từ Global Petroprice cập nhật đến ngày 29 tháng 8 thì hiện giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn rẻ hơn nhiều so với các nước ở Đông Nam Á. Ngoài ra thì Việt Nam cũng không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực có giá dầu diesel cao hơn giá xăng. Báo cáo chỉ ra tại Đông Nam Á, ngoài Việt Nam có 4 quốc gia cũng ghi nhận xu hướng bán lẻ nhiên liệu tương tự, bao gồm Malaysia, Philippines, Indonesia và Singapore cũng theo đơn vị thống kê này, tính đến cuối tháng 8, giá bán lẻ xăng tại Việt Nam vẫn ở mức gần như rẻ nhất trong khu vực Đông Nam Á, khi chỉ có duy nhất Malaysia là quốc gia có giá bán lẻ xăng thấp hơn Việt Nam. Đối với mặt hàng dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam cũng ở mức thấp trong khu vực. Việt Nam là quốc gia thứ 5 tại Đông Nam Á có giá bán lẻ dầu diesel đắt hơn xăng, chỉ có Malaysia và Thái Lan là hai quốc gia có giá dầu diesel rẻ hơn Việt Nam. Liên quan tới vụ việc 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có quyết định xử phạt của Bộ Công Thường, Bộ Công Thường cho biết sau nhiều cân nhắc về khó khăn của các doanh nghiệp sau dịch, nhất là phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho sản xuất tiêu dùng của 100 triệu dân, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thường đã thống nhất trước mắt xử lý xử phạt hành chính bằng phạt tiền đối với các doanh nghiệp này, còn hình thức xử phạt bổ sung là tạm thời tước giấy phép kinh doanh nhập khẩu của mặt hàng xăng dầu đối với doanh nghiệp sẽ được áp dụng trong thời điểm phù hợp. Mới đây, Bộ Tài chính đã nhấn mạnh quỹ bình ổn xăng dầu không chi cho ai mà chỉ phục vụ quyền lợi của người tiêu dùng. Bộ Tài chính cho biết, quỹ bình ổn giá là công cụ giảm chấn trong trường hợp giá xăng dầu tăng giảm mạnh trên thị trường thế giới. Qua đó, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ khẳng định quỹ này không cho ai mà phục vụ cho quyền lợi của người tiêu dùng. Quỹ có tác dụng điều hòa, làm giảm sốc khi giá xăng dầu thế giới biến động mạnh. Về dự thảo luật giá sửa đổi, khi soạn thảo dự án luật này, Bộ Tài chính đã đưa ra một số phương án khác nhau để đánh giá về việc có nên giữ quy định ổn giá xăng dầu hay không. Bộ Tài chính cũng cho rằng sẽ tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, dư luận để có những đánh giá và trình cấp thẩm quyền lựa chọn phương án phù hợp nhất cho nền kinh tế. Theo Bộ chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và xếp tính đến hết tháng 8 năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang nga đạt trên 94 triệu đô la Mỹ, giảm 20%. Căng thẳng giữa nga và ukraine đã khiến xuất khẩu thủy sản sang nga trong tháng 3 và tháng 4 giảm lần lượt là 86% và 46% vì vận tải tắc nghẽn, thanh toán thương mại khó khăn. Tuy nhiên từ tháng 5, xuất khẩu thủy sản sang nga đã dần hồi phục và từ tháng 7, xuất khẩu sang thị trường này đã đảo chiều tăng 36% và tăng mạnh 98% trong tháng 8. Vasep cho rằng xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga sẽ tiếp nối đà phục hồi trong những tháng cuối năm này. Dự báo cả năm 2022 xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nga sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 16%, đạt trên 190 triệu đô la Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê, việc kiểm soát tốt lạm phát trong 8 tháng đầu năm này giúp Việt Nam có dư địa để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2022 khoảng 4% như mục tiêu Quốc hội đã đề ra. Tuy nhiên hiện nay vẫn tiềm ẩn những yếu tố có khả năng tác động làm tăng CPI trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Theo Tổng cục Thống kê, những yếu tố có khả năng tác động làm tăng CPI trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023 bao gồm thứ nhất giá nguyên nhân vật liệu thế giới tăng ở mức cao trong khi việt nam là nước phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất thứ hai giá xăng dầu thế giới có xuống giảm trong ngắn hạn nhưng rủi ro tăng trở lại là khá cao thứ ba giá lương thực thực phẩm có khả năng tăng trong những tháng cuối năm thứ tư kinh tế trong nước của chúng ta đang ở trong giai đoạn phục hồi khi đó nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trong dân sẽ tăng mạnh các hoạt động dịch vụ cũng sẽ tăng cao như các hoạt động du lịch vui chơi giải trí ăn uống ngoài gia đình từ đó sẽ đẩy giá cả hàng hóa và dịch vụ lên cao và tạo áp lực lên lạm phát trong báo cáo vĩ mô mới công bố, công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt BVSC đã nhận định triển vọng xuất khẩu sẽ khó khăn hơn vào những tháng cuối năm. BVSC đánh giá triển vọng xuất khẩu của Việt Nam trong các tháng cuối năm sẽ gặp khó khăn hơn khi lạm phát ở các đối tác xuất khẩu chính là Mỹ và EU vẫn đang ở mức rất cao và chưa có dấu hiệu lập đỉnh. Hiện tại, nền kinh tế Mỹ, đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam cũng đã rơi vào suy thoái kỹ thuật khi có quý thứ hai liên tiếp chứng kiến GDP suy giảm. Diễn biến này sẽ tác động tiêu cực tới nhu cầu tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng tới triển vọng xuất khẩu của Việt Nam, bên cạnh đó giá trị xuất khẩu thủy sản tiếp tục giảm so với tháng trước. Trong tháng 9 tới đây có thể sẽ duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên tăng trưởng theo tháng nhiều khả năng vẫn ở mức âm do nhu cầu tiêu thụ thủy sản của một số thị trường chính có xu hướng chững lại trước diễn biến của lạm phát cũng như tồn kho của các thị trường này đang ở mức cao. Trong báo cáo mới công bố chứng khoán dùng Việt VDSC cho rằng nhập khẩu của Việt Nam đang yếu đi nhanh chóng. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu trong tháng 8 chỉ tăng 12,4% so với cùng kỳ và tăng 1,4% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với đà tăng của xuất khẩu, trong đó nhập khẩu nguyên liệu cho ngành điện tử giảm 1,8% so với cùng kỳ và 0,4% so với tháng trước. Các chuyên gia của VDSC đã nhận định sự yếu đi rõ rệt của hoạt động nhập khẩu, đặc biệt là nguyên liệu cho sản xuất hàng điện tử vốn đang là trụ cột cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp và xuất khẩu trong quý 3 báo hiệu sự chứng lại trong tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong quý 4. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 65,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với tháng trước và đưa 8 tháng đầu năm kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 499,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8 thì cả nước xuất siêu 5,49 tỷ đô la Mỹ. Như vậy bình quân mỗi tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 62,5 tỷ đô la Mỹ một tháng. Nếu duy trì được kết quả bình quân này trong cả 12 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 750 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 81 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Chiếm đến 98% trong tổng số hơn 800.000 doanh nghiệp hiện nay trên cả nước, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang khẳng định vai trò động lực quan trọng để phát triển kinh tế khi tạo ra gần 60% việc làm, chiếm 42,2% số lao động, 44,8% doanh thu và đóng góp vào khoảng 40% GDP. Tuy nhiên trong bối cảnh của biến động nền kinh tế toàn cầu do lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp này lại là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiếu nguồn lực về kinh tế và hạ tầng. Để hiểu rõ hơn về những khó khăn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt và họ cần làm gì để đứng vững trong thời gian tới. Phóng viên kênh SCTV8 đã có cuộc trao đổi với trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Zetcher tại Hà Nội. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn. Xin cho biết những khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải trong bối cảnh lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt với các biến động kinh tế do lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng tại Nhật Bản, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác. Tôi sẽ tập trung chia sẻ về tác động của lạm phát đến với lĩnh vực sản xuất. Đầu tiên là giá tăng. Lạm phát tác động đến tất cả doanh nghiệp, nhưng đặc biệt nghiêm trọng với doanh nghiệp quy mô nhỏ bởi ít có khả năng duy trì và xoay sở hơn họ có xu hướng tự phải bù vào chi phí sản xuất cao trong thời gian đầu. Việc điều chỉnh giá bán ra cần thời gian để thực hiện. Tiếp theo là giảm đơn hàng. Các doanh nghiệp lớn sẽ cắt giảm các đơn hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi lượng cầu giảm do lạm phát, khiến kho hàng của các doanh nghiệp này càng thêm trồng chất. Ngoài ra, lạm phát đồng nghĩa với lãi suất tăng và các doanh nghiệp phải đi vay ngân hàng càng thêm nợ nần bởi không đủ khả năng trả đúng hạn. Ông có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian này? trong bối cảnh này chính phủ thường chuẩn bị phương án hỗ trợ tài chính trực tiếp để tránh suy thoái kinh tế song phần lớn trường hợp các biện pháp này bị hạn chế về số lượng và chất lượng vì vậy lời khuyên của tôi đối với các doanh nghiệp lớn giao tiếp và thỏa hiệp với khách hàng là tối quan trọng nếu hai bên đã hợp tác với nhau lâu dài họ sẽ rất cần bạn và sẵn sàng điều chỉnh ngoài ra doanh nghiệp nên tìm các phương án vay thay thế với lãi suất thấp trong nhiều trường hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ không nắm vững kiến thức về tài chính sổ sách it vì vậy tôi khuyên các bạn hãy tìm sự cố vấn của các chuyên gia bên ngoài để cắt giảm các phần thừa thải đối với các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt bị ảnh hưởng do giá cả tăng, giao tiếp với khách hàng là vô cùng quan trọng. Chính phủ Việt Nam nên làm gì để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua những khó khăn? Ở hầu hết các quốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 95% thị phần, tạo 70% việc làm và 50% giá trị trong nước từ kinh nghiệm ở các nền kinh tế tiên tiến, cạnh tranh làm tăng năng suất và khả năng sáng tạo. Chính phủ nên tạo ra một sân chơi bình đẳng, không phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, cung cấp đào tạo, tư vấn, hướng dẫn, ưu đãi thuế và cơ hội các sự kiện kinh doanh, triển lãm và xúc tiến xuất khẩu là những ví dụ điển hình. Đầu tư công cũng tạo ra hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chúng phải dựa trên sự cạnh tranh. Ngoài ra, dễ dàng tiếp cận với các luật và quy trình quản lý phức tạp cũng giúp ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn có nguồn nhân lực hạn chế. Nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội hợp tác với doanh nghiệp lớn, thì càng tuyệt vời để nâng cao sản xuất. Xong, điều này không dễ. Hãy cứ cố gắng phát triển từng ngày và bạn sẽ đạt được thành công. Xin cảm ơn ông. Ba yếu tố trong điều trị COVID-19 khi biến thể BA5 đang chiếm ưu thế, Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ em từ 5 tuổi đi tiêm vaccine là những thông tin đáng chú ý tiếp theo ngày sau đây. Việt Nam đã ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể phụ BA4, BA5, BA274 trong cộng đồng, nhất là biến thể phụ BA5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca mắc. Trước tình hình ca mắc mới gia tăng, bệnh nhân nặng tăng, để đảm bảo các phương án lực lượng, phương tiện, hậu cần đáp ứng cho các kịch bản phòng chống dịch, Bộ Y tế nêu rõ yếu tố quyết định trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 là oxy y tế, thuốc và trang thiết bị y tế là đặc biệt quan trọng. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Bộ Y tế cho biết biến chủng virus mới thường xuyên xuất hiện nên phụ huynh cần đưa trẻ từ 5 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19, tránh dịch bùng phát trở lại. Sự đồng thuận và ủng hộ của người dân là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm bởi vaccine có ý nghĩa chiến lược trong chống dịch, nhất là bảo vệ sức khỏe trẻ em. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, triển khai nghị quyết số 24 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho gần 359.000 người lao động với số tiền hơn 1.018 tỷ đồng. Như vậy, sau 25 ngày, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện. Hiện đã có Bảo hiểm xã hội 28 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày mùng 10 tháng 9. Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Trấn phát sóng trên kênh STV8. Trong phần tiếp theo của chương trình gồm những nội dung đáng chú ý sau. Giám sát chặt chẽ, mã chứng khoán có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường. ngân hàng nhà nước sẽ giao hạn mức tăng trưởng tín dụng còn lại cho ngân hàng tốt. Nga nêu điều kiện để dòng chảy phương Bắc Một hoạt động trở lại. Trung Quốc và Nga đồng ý thanh toán khí đốt bằng đồng rút và đồng nhân dân tệ. Tân Thủ tướng Anh đối mặt với nhiều thách thức. Liên quan đến vấn đề hạn mức tín dụng ngân hàng nhà nước cho biết kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô là mục tiêu cao nhất theo chỉ đạo của chính phủ, quốc hội. Do đó để duy trì tỷ lệ lạm phát theo mục tiêu là dưới 4% và chỉ tiêu tăng trưởng là từ 6 đến 6,5%, ngân hàng nhà nước cũng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 14%. Đến nay tốc độ tăng trưởng tín dụng là 9,91% là mức rất cao, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và đã sử dụng hết hạn mức được giao trong đầu năm với hạn mức tín dụng còn lại, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục giao tiếp cho các ngân hàng trong 1 đến 2 ngày tới và thông báo cho các ngân hàng. Tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mỹ khác giao dịch như thế nào trong phiên ngày hôm nay? Sau đây là thông tin chi tiết. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng, giá mua vào dao động từ 23.430 tới 23.444 đồng một đô la Mỹ, giá bán ra gia dao động từ 23.710 tới 23.740 đồng một đô la Mỹ. Theo công bố của Vietcombank, giá các loại ngoại tệ mạnh khác hầu hết ghi nhận xu hướng giảm. Ngân hàng nhà nước công bố lãi suất bình quân lên ngân hàng ngày mùng 5 tháng 9 với kỳ hạn qua đêm là 5,21%, một tuần là 5,21%, một tháng là 5,07% và 3 tháng là 5,8%. Mời quý vị cùng đến với những thông tin trên hai sàn chứng khoán trong nước kết phiên giao dịch chiều nay. Tại báo cáo chiến lược tháng 9, chứng khoán dòng Việt VDSC đã kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp do tác động đan xen cả yếu tố tích cực lẫn tiêu cực. Bất chấp triển vọng ảm đạm toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy sự phục hồi bền bỉ, giúp cho đồng Việt Nam giảm giá ít hơn so với các đồng nội tệ khác trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia. Do đó, VDSC kỳ vọng dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam như ghi nhận trong 5 tháng gần đây. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, thực phẩm và đồ uống, bán lẻ và dầu khí sẽ luân phiên vai trò hỗ trợ VN Index chinh phục mốc 1.300 điểm. Trong khi đó, những diễn biến tiêu cực từ thế giới như phép nâng lãi suất, các vấn đề của Trung Quốc hay căng thẳng địa chính trị sẽ là những rủi ro giảm đối với thị trường chứng khoán. Trong kịch bản cơ sở, VDSC kỳ vọng VN Index sẽ giao động trong khoảng từ 1.250 tới 1.315 điểm. Theo các chuyên gia của Jonta Việt Nam, sau nhiều năm thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn chưa nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi. Chính điều này đã khiến thị trường Việt Nam bị định giá thấp, gây thiệt thòi cho doanh nghiệp niêm yết và khả năng huy động vốn của nền kinh tế. Các chuyên gia của Duyên tại Việt Nam cho rằng, chỉ số VN Index hiện giao dịch tương ứng với mức P/E dự phóng năm 2023E là 9,7 lần, mức thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á, mặc dù Việt Nam có kỳ vọng tăng trở lợi nhuận cao hơn. Định giá P/E thấp là một điểm rất tiêu cực đối với các doanh nghiệp niêm yết. Nếu một doanh nghiệp Việt Nam có lợi nhuận năm 2023 là 20 triệu đô la Mỹ và tỷ lệ P/E là 10 lần và đang tìm cách huy động thêm 50 triệu đô la Mỹ vốn cổ phần theo giá thị trường, Vậy, doanh nghiệp này sẽ phải bán 25% lượng cổ phần của họ với định giá P/E là 10 lần để có thể huy động được vốn và ngược lại đây là lý do tại sao định giá cổ phiếu có thể tác động ở khía cạnh kinh tế chỉ 18 phút đầu phiên ngày 7 tháng 9, hơn 9 triệu cổ phiếu ITA đã được sang tay và cổ phiếu đã nằm sàn ở mức là 6.070 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu này hiện đang dư bán sàn hơn 2 triệu cổ phiếu và đã lao dốc 24% chỉ trong 7 phiên vừa qua. Phiên giảm mạnh xuất hiện ngay sau khi thông tin Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra soát công tác quản lý thuế đối với công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp tân tạo và xác minh khoản tiền tạm ứng cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến, Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác thú vị liên quan đến điều kiện để các cổ phiếu FLC, ROS được giao dịch trở lại. Bộ Tài chính cho hay khi nào những vi phạm khiến các cổ phiếu này bị ngừng và hủy giao dịch được khắc phục và doanh nghiệp có nhu cầu khôi phục thì sẽ được giao dịch trở lại. Cụ thể, đối với cổ phiếu của FLC cần phải có báo cáo kiểm toán năm 2021 và báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 theo quy định và phải tổ chức đại hội cổ đông theo quy định. Đối với cổ phiếu ROES thì không có báo cáo kiểm toán và không tổ chức đại hội cổ đông nên bị hủy niêm yết. Và khi nào doanh nghiệp khắc phục được những vi phạm này và có nguyện vọng đăng ký trở lại thì cơ quan quản lý sẽ chấp nhận. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa có chỉ thị về việc tăng cường quản lý kiểm tra giám sát, bảo đảm an toàn và ổn định thị trường chứng khoán. Và ngay sau đây là thông tin chi tiết bộ tài chính yêu cầu thẩm định chặt chẽ các hồ sơ đăng ký niêm yết đăng ký giao dịch chứng khoán của các doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng đảm bảo tính chính xác của hồ sơ đặc biệt lưu ý các công ty có hiện tượng tăng vốn nhanh các công ty mới thành lập doanh thu chưa tương xứng với quy mô vốn chưa có sản phẩm định hướng kinh doanh rõ ràng trên cơ sở báo cáo của các công ty chứng khoán, giao ủy ban chứng khoán phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh tính chính xác của báo cáo, xem xét có hay không việc một số cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng cấu kết với công ty chứng khoán để thao túng làm giá cổ phiếu. Tiếp theo chương trình là phần tổng hợp ba kênh đầu tư tiền tệ, năng lượng và kim loại quý. Một báo cáo cho thấy ngành dịch vụ của Hoa Kỳ đã bất ngờ tăng điểm vào tháng trước, củng cố quan điểm rằng nền kinh tế không suy thoái và cho phép phép nới lỏng một đợt tăng lãi suất cơ bản 75 điểm nhỏ khác vào ngày 21 tháng 9. Đồng đô la Mỹ đã bật tăng lên đỉnh mới khi chỉ số US Dollar Index đạt mức kỷ lục 110,45 điểm, tăng hơn một điểm so với ngày hôm qua trên thị trường năng lượng giá dầu giảm vào ngày thứ tư khi dịch Covid-19 kiềm chế các nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc và kỳ vọng về việc tăng lãi suất tiếp theo làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu giảm. Giá dầu thô Brent giao sau giảm 1,12 đô la Mỹ tương đương 1,2% xuống 91,71 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giảm 1,25 đô la Mỹ tương đương 1,4% xuống 85,63 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng đã giảm trong ngày thứ tư do đồng đô la Mỹ và và lợi tức trái phiếu kho bạc tăng sau khi dữ liệu kinh tế củng cố kỳ vọng, cục dự trữ liên bang Mỹ Phép sẽ tiếp tục trên một lộ trình tăng lãi suất tích cực. Giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.696,30 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,3% ở mức 1.708,30 đô la Mỹ một ounce. Trở sang phần tin tức quốc tế, tổng thống Pháp Macron đã kêu gọi cắt giảm 10% mức sử dụng năng lượng ở nước này trong những tuần và tháng tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng việc tiết kiệm năng lượng bắt buộc có thể phải được xem xét trong những tháng tới nếu những nỗ lực tự nguyện không đủ. Ông Macron cho biết các kế hoạch phân bổ năng lượng đang được chuẩn bị trong trường hợp cần thiết và việc cắt giảm sẽ diễn ra như một biện pháp cuối cùng. Nhà lãnh đạo Pháp tại một cuộc họp báo đã kêu gọi các doanh nghiệp và hộ gia đình ở nước này tiết kiệm năng lượng bao gồm bằng cách giảm hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay những vấn đề về kỹ thuật về việc vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 1 sẽ chưa thể giải quyết cho tới khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Ngày 31 tháng 8, tập đoàn năng lượng Gazprom đã dừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt qua đường ống này, mặc dù ban đầu dòng chảy phương Bắc 1 được cho là sẽ nối lại hoạt động vào ngày 3 tháng 9, nhưng Gazprom thông báo đường ống trên sẽ đóng cửa vô thời hạn do các vấn đề kỹ thuật. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các vấn đề về việc cung cấp khí đốt tăng lên do các lệnh trừng phạt mà phương Tây, trong đó có Đức và Anh áp lên Nga và không có lý do nào khác đằng sau việc dừng cung cấp này. Quan chức Kremlin cũng khẳng định đó không phải là lỗi của Gazprom mà do châu Âu đã từ chối cung cấp thiết bị vốn được quy định trong hợp đồng. Ông Peskov nhấn mạnh việc vận hành đường ống dòng chảy phương Bắc 1 liên quan đến một thiết bị đang rất cần được bảo trì. Vừa qua, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga đã thông báo ký một thỏa thuận để bắt đầu chuyển sang thanh toán nguồn khí đốt mà Moscow cung cấp cho Trung Quốc bằng nhân dân tệ và đồng rút của Nga thay vì đồng đô la Mỹ. Theo thông báo của Tập đoàn Năng lượng Gazprom, việc cho phép thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ là giải pháp đôi bên cùng có lợi cho cả Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Thỏa thuận này sẽ giúp đơn giản hóa việc tính toán và sẽ là hình mẫu cho các công ty khác, đồng thời tạo động lực đẩy mới cho sự phát triển kinh tế của Nga và Trung Quốc. Thông báo của Gazprom không cung cấp thêm chi tiết về cơ chế hoán đổi thanh toán hay khi nào việc thanh toán này bằng đồng rúp và nhân dân tệ sẽ được triển khai. Thỏa thuận trên là một phần nỗ lực của Moscow nhằm giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ, euro và các loại ngoại tệ mạnh khác trong hệ thống ngân hàng của mình cũng như trong thương mại sau khi vấp phải các lệnh trừng phạt của phương Tây do căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Mới đây tổng thư ký Liên hợp quốc đã kêu gọi Nga và Ukraine đồng ý về một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporiy. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Nga và Ukraine cam kết không thực hiện các hành động quân sự xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bởi bất kỳ thiệt hại nào gây ra, dù cố ý hay không thì đều có thể gây ra thảm họa, không chỉ cho người dân ở đó mà còn cho khu vực và hơn thế. Theo ông Guterres, Nga và Ukraine cần đạt được thỏa thuận về một bán kính phi quân sự, qua đó Nga sẽ cam kết rút toàn bộ nhân viên và thiết bị quân sự khỏi bán kính đó và các lực lượng Ukraine cũng cam kết sẽ không vào khu vực này. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cùng ngày cũng đã kêu gọi một khu vực an ninh xung quanh Zaporizhia, đồng thời cho biết các chuyên gia của mình đã phát hiện một khu vực bị hư hại ở phía trước nhà máy điện này. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa có cuộc diễn tập quy mô lớn trên vùng biển Đông. Cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược lớn nhất của Nga trong năm 2022, có tên gọi là Vostok 2022, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 tại quân khu phía đông với sự tham gia của quân đội Nga và các nước đồng minh, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Hơn 50.000 quân nhân, 5.000 vũ khí và thiết bị quân sự của Nga và nước ngoài đã có mặt tại 7 thao trường ở vùng viễn đông của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hoạt động của cuộc tập trận chiến lược năm nay tập trung vào khả năng tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng đồng minh nhằm đảm bảo an ninh quân sự ở khu vực phía đông. Tổng thống Nga Putin đã thông qua học thuyết đối ngoại dựa trên lý tưởng về một thế giới Nga. Văn kiện về chính sách đối ngoại dài 31 trang mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông qua có đoạn nêu rõ nước Nga nên bảo vệ và thúc đẩy những truyền thống và tư tưởng về thế giới Nga. Khái niệm này được biết đến với ý nghĩa thể hiện sự ủng hộ dưới mọi hình thức dành cho những người nói tiếng Nga trên toàn thế giới. Văn kiện đều bật những tư tưởng chính sách chính thức xung quanh những hoạt động chính trị và tôn giáo, nhằm thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho những người nói tiếng Nga ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nội dung chính có đoạn nêu rõ: "Liên bang Nga hỗ trợ cho tất cả đồng bào người Nga sinh sống ở nước ngoài được hưởng đầy đủ các quyền lợi để đảm bảo những lợi ích của đồng bào được bảo vệ và đặc trưng văn hóa Nga được bảo tồn. Những mối liên hệ của nước Nga với đồng bào Nga trên toàn thế giới cho phép nước này củng cố hình ảnh trên trường quốc tế là một quốc gia vì một thế giới đa cực." Tối ngày 5 tháng 9, đảng bảo thủ cầm quyền tại Anh đã công bố kết quả bỏ phiếu người lãnh đạo đảng sau khi ông Boris Johnson từ chức vì hàng loạt bê bối trong thời gian qua. Theo đó, Ngoại trưởng Mary Elizabeth Truss hay Liz Truss đã giành được chiến thắng trước đối thủ là cựu Bộ trưởng Tài chính. Kết quả này đồng nghĩa với việc bà sẽ trở thành tân thủ tướng của xứ sở sương mù và điều rõ hơn về những cam kết cũng như những thách thức đang đón chờ tân nữ thủ tướng Anh ở phía trước. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi tài chính Rishi Sunak với 60.399 phiếu cầm quyền và là thủ tướng thứ tư của đảng kể từ cuộc bầu cử năm 2020. Theo kết quả công bố vào khoảng 18 giờ 40 giờ Việt Nam của Ủy ban 1922, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức tranh cử của Đảng Bảo thủ với 81.326 phiếu ủng hộ, Ngoại trưởng Liz Truss, 47 tuổi, đã đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak với 60.399 phiếu, chính thức trở thành lãnh đạo tiếp theo của Đảng Bảo thủ cầm quyền và là Thủ tướng thứ tư của Đảng kể từ cuộc bầu cử năm 2015. Kết quả trên không mấy bất ngờ bởi nhiều cuộc thăm dò dư luận trước đó đã dự đoán bà Truss sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua song mã kéo dài nhiều tháng qua với ông Rishi Sunak. Trong khi ông Sunak đánh mất nhiều sự ủng hộ trong đảng kể từ khi công khai lên tiếng phản đối ông Johnson, thì ngược lại, bà Truss nằm trong số ít thành viên nội các vẫn trung thành với thủ tướng Boris Johnson sau hàng loạt bê bối khiến ông phải từ chức. Lòng trung thành này dường như được đánh giá cao và có thể là lý do khiến mức độ tín nhiệm của bà gia tăng trong đảng bảo thủ khi nhận được sự ủng hộ từ các chính trị gia bảo thủ hàng đầu như Bộ trưởng Quốc phòng Wallace hay Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Tom Tugendhat. Phát biểu sau kết quả, bà Liz Truss đã bày tỏ vinh dự khi được bầu làm lãnh đạo đảng bảo thủ, đồng thời cam kết sẽ hành động trong hai năm trước cuộc bầu cử năm 2024. Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch táo bạo để cắt giảm thuế và phát triển nền kinh tế của chúng ta. Tôi sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, giải quyết các hóa đơn năng lượng của người dân, đồng thời xử lý các vấn đề dài, dài hạn về cung cấp năng lượng. Tân Thủ tướng Anh là một chính trị gia chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, tham gia chính trường từ khi còn trẻ và đã nhiều lần làm bộ trưởng trong lĩnh vực khác biệt. Ưu tiên của bà Truss là giảm giá năng lượng, giảm thuế nhưng không tăng trợ cấp, một kế hoạch tham vọng nhưng bị phê phán là có thể làm gia tăng nợ công của nước Anh. Bà Liz Truss từng cho biết, nếu trở thành Thủ tướng Anh thì nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ dưới sự lãnh đạo của bà sẽ là phục hồi nền kinh tế, theo đó đề ra một loạt biện pháp hỗ trợ các khu vực ở phía Bắc vùng England. Bà Truss nhấn mạnh sẽ ưu tiên đưa nền kinh tế Anh tăng trưởng trở lại, giảm thuế để những lao động xứng đáng có thu nhập nhiều hơn. Tôi tin tưởng rằng mình có thể lãnh đạo nước Anh và đưa ra những quyết định then chốt. Tôi có tầm nhìn rõ ràng về tương lai của chúng ta với kinh nghiệm và quyết tâm để chúng ta đạt được điều đó. Sau lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra tại lâu đài Balmora ở Scotland vào ngày 6 tháng 9, trước sự chứng kiến của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bà Liz Truss đã chính thức kế nhiệm ông Boris Johnson trở thành chủ nhân số 10 phố Downing, đồng thời công bố nội các mới. Sau đó, bà Truss sẽ đảm nhiệm chức vụ thủ tướng Anh cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyệt cử tiếp theo, dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm 2024. Với chiến thắng cách biệt trước đối thủ, cựu Ngoại trưởng Liz Truss sẽ là người phụ nữ thứ ba trong lịch sử giữ chức Thủ tướng Anh. Tuy nhiên, bà Truss có thể phải đối mặt với một trong những tuần trăng mật chính trị ngắn nhất trong lịch sử hiện đại, khi nước Anh đang đứng trước nhiều thách thức như tình trạng lạm phát kỷ lục, nền kinh tế bên bờ vực suy thoái và khối thống nhất của xứ sở sương mù đang gặp nguy cơ Ra trên diện rộng và các vấn đề gây đau đầu liên quan đến chính sách đối ngoại từ cuộc chiến Ukraine đến hậu quả của Brexit. Theo giới phân tích, Chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 9 của Ngoại trưởng Liz Truss đã được giới phân tích dự đoán từ trước, song có vẻ như nhiệm kỳ thủ tướng của bà Truss sẽ không mấy êm đềm khi mà ngay từ những ngày đầu nhậm chức, tân thủ tướng Anh sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức trong bối cảnh đảo quốc sương mù đang rơi vào quãng thời gian được cho là biến động nhất trong thời kỳ hiện đại. Đó là cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, tài chính công suy yếu, những cuộc đình công nổ ra trên diện rộng và các vấn đề gây đau đầu liên quan đến chính sách đối ngoại từ cuộc chiến Ukraine đến hậu quả của Brexit. Theo giới phân tích, trọng trách của nữ thủ tướng mới là rất nặng nề, thậm chí còn miêu tả những thách thức trong thời điểm này đối với tân thủ tướng có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất từ sau kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Trong số các thủ tướng thời hậu chiến, mức độ khó khăn của những thách thức mà bà Liz Truss đảm nhận có lẽ chỉ đứng sau thời bà Margaret Thatcher. Về mặt đối nội, tân thủ tướng cần giải quyết bài toán khủng hoảng năng lượng và giá cả sinh hoạt, vốn đang khiến tỷ lệ lạm phát tại Anh tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua, ở mức 10,1% hồi tháng 7 và dự kiến tăng lên 13% vào tháng 10. Trong suốt chiến dịch tranh cử, một trong những cương lĩnh lớn nhất của bà Liz Truss là việc giảm thuế. Bà Truss cho rằng trong hơn 2 thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế tại Anh thấp hơn kỳ vọng nên cần phải cắt giảm thuế khoảng 30 tỷ bảng để mạnh chi tiêu của chính phủ để kích thích tăng trưởng. Nhiều nhà phân tích nhận định nếu tân thủ tướng không thể thực hiện được sự linh hoạt trong việc theo đuổi chính sách nêu trên, nợ công của anh có thể tăng vọt lên tới 350% vào năm 2050. Ngoài ra, một thách thức đối nội lớn khác mà bà phải xử lý đó là hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng bảo thủ thời gian qua, cũng như tìm cách duy trì sự ủng hộ vốn đang giảm sút với chính đảng này. Giới học giả nêu rõ, mục tiêu cuối cùng của đảng bảo thủ là lãnh đạo mới sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến kết thúc trước tháng 1 năm 2025. Bên cạnh những thách thức về điều hành kinh tế, tân thủ tướng Anh sẽ phải đối diện với hai thách thức về chính sách đối ngoại, đó là cuộc chiến Ukraine và mối quan hệ với EU ngày càng xấu đi do quá trình thực thi các các thỏa thuận thương mại hậu Brexit liên quan đến Bắc Ireland. Bà Truss vốn ủng hộ việc thúc đẩy tiến trình sửa đổi nghị thư Bắc Ireland, song ý tưởng này khiến London có thể rơi vào tình huống căng thẳng ngoại giao với Bruxelles đến mức có nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại tôi nghĩ bà ấy sẽ muốn bỏ tất cả những sai sót không đáng có từ thời thủ tướng johnson trong hoạt động của phố downing nhưng vẫn sẽ tiếp tục chính sách đối đầu với eu tuy nhiên nếu bà ấy thực hiện lời hứa cắt giảm thuế đây sẽ là bước đi xa rời trọng tâm chính sách kinh tế tới thời ông johnson Giới quan sát cho rằng bà Truss sẽ không mất nhiều thời gian để thuyết phục cử tri rằng bà đang đi đúng hướng bởi một cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo phải được tổ chức trong vòng 2 năm tới. Liệu vào năm 2024, bà Truss có tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng Anh hay không? Câu trả lời nằm hoàn toàn ở năng lực điều hành đất nước của bà trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.